Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mọi người. Ở video này thì Khải sẽ show cho anh em xem cao thủ tiếp theo sở hữu cho mình con Phi Dân ở server. Và đây là cùng thời điểm ở cái thời điểm công thành chiến mà lại xin Evan xong. Thì hết hai Evan nhưng bước trong cái đua top Evan thì có hai con Phi Dân với lại chiếm biển kinh Lâm An có thêm hai con là hiện tại bốn con anh em. Hôm trước Khải nói ba con là nhầm anh em. Đây Thiên Trang anh em ơi, cao thủ đường môn Thiên Trang đang sở hữu thiên Phi Dân. Đó cho anh em xem. Đó, hạng 33. Hạng 33 cấp nhiều đây, cho anh em xem. Hạng 33 cấp 106. Đó, cấp 106 anh em, hạng 33 server. Anh em xem đồ. Một nón làm chậm một nón phòng thủ 17 sinh lực lực. Một bao tay làm chậm 30. Một cái đai 19 đai lưng. Một áo 19 không ba banh và 30 trúng độc. Hiện tại đang có hai món phòng thủ 19 đai lưng và 17 nón. Một cái gia truyền kháng cả 13. Hiện tại có hai mình hai món phòng thủ 1 2 và lại gia truyền là 3. Để kèm với cái nỏ 20 21 70 13, cái nỏ này cũng khá đẹp. Tiếc là dòng 2 anh em, dòng 2 nên là phải cần hai món không banh mới kết được. Đó. Rồi, tiếp đến thì coi hiện tại bây giờ có 30 làm chậm. 17 kháng hỏa, 19 kháng hỏa. 30 làm chậm. Hiện tại set đồ này có cho mình 90 làm chậm. 90 làm chậm. Nếu mà đánh liên đấu đường môn thì bỏ cái nhẫn này ra, ông mang vào ông được 120 làm chậm anh em. 120 làm chậm, nếu mà đánh trong liên đấu thì anh sẽ bỏ cái nhẫn này ra. Bỏ nhẫn kháng hỏa này ra, cũng giống như Khải thôi anh em, bỏ nhẫn kháng hỏa mang cái nhẫn 130 vào. Thì ad này sẽ được 120 làm chậm nha anh em. Đó, 30 này, 30 này, 30 này, 30 này. Đó, hiện tại thì set đồ này ở cái mức liên đó thì 120 làm chậm và phòng thủ thì khá là êm. 19, 17 là 36. 36 với cái này 13, trừ là âm khoảng 15 đi là phòng thủ ad này khoảng tầm trên 3x nè, trên 3x. Đó, phi dân này 5 triệu rồi anh em. Nói chung là set đồ này là quá đẹp rồi anh em ơi. Set đồ này là quá tuyệt vời rồi. Giày tóc hơi chậm, tóc hơi thấp quá, tóc 20 hơi thấp. Phi phòng kháng tính 10. Thêm phi phòng kháng tính 10 thì phòng thủ trên 4x, phòng thủ trên 4x như nè. Thủ trên 4x, kháng hỏa trên 4x luôn. Kháng hỏa trên 4x luôn. Đó, nếu mang kiểu này thì đi tống kim. Đó. Kháng hỏa chắc chắn sẽ 4x. 36, 40, 50. Đó, 10% kháng tính 50. Kháng khá là đẹp. Nói chung thì đây là video sau đồ nha anh em, video sau đồ cao thủ sở hữu con Phi Dân đầu tiên server. Và hiện tại server chỉ có hai con đua top Evan và hai con Biển Kinh và Lâm An thôi nha anh em. Tuần vừa rồi thì anh em thấy này, đó thì ban Khải được Biển Kinh thì Khải đã đấu giá con ở thành Biển Kinh rồi. Đó, còn con này là Lâm An, con này đúng rồi, phần thưởng công chiến là con này ở Lâm An đó nè, con này ở Lâm An ấy. Con này ở Lâm An ấy. Trung cao thủ này hiện tại đang top 3 liên đấu nè, cao thủ này đang top 3 liên đấu, đang có nguy cơ lên top 2. Khải thì cũng đang có nguy cơ top 2 nhưng mà phải cố gắng hơn nữa nè. Rồi, chúng thì anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Set đồ đường môn tầm này thì gọi là quá đẹp rồi anh em ơi. Tầm này thì cái áo cũng đẹp luôn, da chiều cũng khá đẹp, nó cũng quá chất luôn. Rồi còn những món như phòng thủ này thì một hai kim, đai lưng này cũng tầm đó nè. Còn những món làm chậm này khoảng một kim, hai kim và vài trăm xu cũng có nè. Chung là không có mắc lắm, server thì đồ thì tùy món đỡ mắc thôi. Chứ có món thì nhìn cũng như mấy cái ngọc bội này thì vài trăm xu nè. Đó, nhẫn này cũng vài trăm xu. Cũng có khi một kim, đó. Nhẫn này cũng đẹp nè, 17, 92, 92, 36, nó nhẫn này đẹp. Rồi, nói chung thì anh em bao tay đẹp này, sinh lực lực cao này. Anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Và đừng quên, anh em thích sau đồ cao thủ nào ở server Đại Gia Sơn, trang chủ công thành chiến sư.com thì đừng quên comment ở dưới phần mô tả video nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.